Mũi giới thiệu lại tên mình đi. Xin chào huynh, mũi tên thật là Thanh Tiền. Người ta hay gọi mũi là tím mũi bởi vì mũi yêu màu tím. Nhưng mà mũi thích viên kiếm hiệp, dù hôm nay đã bị nhộm vàng nhưng trong lòng mũi vẫn là một tím mũi thủy chung. Mũi đến từ đâu? Mũi đến từ Củ Chi xa xôi, nhưng thật ra mũi ở Thủ Đức. Mũi đang ở Thủ Đức, mũi làm công việc gì? Mũi là sinh viên học ngành thiết kế đồ họa. Mũi có thiết kế được cái gì có ích cho đời chưa? Có ích cho đời nhiều lắm. Chẳng hạn như cái gì? Ví dụ như là sửa hình sống ảo chẳng hạn. Tốt cho đời lắm huynh ơi. Mũi nay mũi học năm mấy? Mũi là sinh viên năm 2 rồi. Thường ngày đi học mũi có mặc đồ này không? Thưa huynh là không. Thật ra lần trước mũi tìm huynh, huynh chơi mũi nói chuyện lẹ quá huynh nghe không kịp. Nên hai người ta chơi ngại mũi cho mũi nói chuyện chậm lại để mà huynh có thể nghe. Ok, nó đang nói chuyện chậm rõ, tốt á. Cảm ơn huynh. Ở Củ Chi có gì vui không mũi? Củ Chi thì nổi tiếng với củ mì. Nhưng thật ra ngang củ mì lắm anh ơi. Còn đến với Củ Chi thì anh có thể đến những cái khu du lịch sinh thái. Không phải có riêng địa đạo Củ Chi đâu, nó còn có khu du lịch sinh thái dân tộc thiểu số nữa, bao đẹp. Nhà mũi gần đó không? Không, mũi ở cái góc xa xôi mà ráp danh giữa Tây Ninh, Long An và thành phố ở ngay cái tam giác đó luôn. Lát mũi có mặc đồ này mua chạy xe máy về không? Quên yên tâm, mũi đã mặc bộ đồ này trong giờ nghỉ trưa dạo khắp Sài Gòn rồi, người ta nhìn mũi nhiều lắm. Ok, nhìn người họ có nói gì không mũi? Không huynh ơi, tại vì mũi cầm một cái kiếm mũi đi rồi đó là ai ngang đường ta, ta ru di tam tộc. Không ai dám nói gì, mũi qua đường ô tô nhìn còn phải ngừng cho mũi qua mà. Ok, dễ thương quá, mũi dễ thương quá. Cảm ơn huynh. Rồi mũi có ghé lại chỗ cũ chưa? Chỗ cũ là đâu không huynh? Ở bên Hàm Tử đó. À không, cái 192 Hàm Tử đó không phải là quê hương của mũi. Chỉ là nơi mũi tá túc thôi phải không? Sao huynh hay quá vậy, lâu lâu ghé thăm bạn bè trong đó chắc nhớ mũi lắm à. Mũi dễ thương quá. Này ai sắm tuần cho mũi vậy? Nói thiệt không hay, tuy là hôm qua mũi đi mượn đồ, nhưng mà tôi hỏi sáng nay ngồi trên xe buýt mũi bắt đầu viết kịch bản. Mới sáng nay mới viết kịch bản luôn? Cái tưởng là nó có sơ sơ từ tối hôm qua rồi. Nhưng mà kịch bản thì sáng nay mũi mới viết. Mũi chỉ biết là mũi phải nhựa như vậy để cho mình nghe thôi, còn kịch bản tính sao. Rồi giờ mũi sẵn sàng chưa? Chắc rồi. Rồi giờ mình mũi bắt đầu nha, mũi có một phút nha. Cảm ơn huynh. Bắt đầu. Vừa nghe tin tướng công ta đã tử trận nơi chiến trường, lòng ta đau như cắt. Kỷ vật của chàng với ta chỉ còn lại chiếc quạt sung răng này. Chính bọn giặc đã giết chết phu quân ta, thù này ta nhất định phải trả. Ta phải đích thân ra chiến trường hỡi tam quân tiến sĩ. Vào nghỉ hết đi con, để mình ta đi được rồi ta sẽ cưỡi bạch mã ra chiến trường cho riêng bạch mã. Ôi bạch mã đẹp trai quá, để ta cưỡi ngươi. Đây cái này là của mũi. Ồ, đây mới là bạch mã. Nó có người nói chuyện. Không sao, bạch mã này cũng cưỡi được. Bạch mã đã hy sinh vì bị ta đè đầu cưỡi cổ. Không sao, không có bạch mã thì ta đành cưỡi chó tạm vậy. Nghe nói tiền lực tuổi tức cưỡi chắc ngon à nghe. Nào lực tay cùng nhau lên đường. Tiết mục của mũi đến đây là hết rồi, xin mời huynh nhận xét. Rồi mỗi còn tiết mục nào nữa không? Diễn đi rồi huynh nhận xét một lượt. Tiết mục trữ nên còn nửa cái nữa, mời huynh nghe luôn. Rồi diễn cả nửa cái nữa luôn rồi. Này mẹ nói mũi nói thiệt, huynh nghe đến hết hồn nghe. Thế Khương huynh, từ lần đầu gặp gỡ, mũi đã đem lòng yêu mến huynh rồi. Nhưng mà sao huynh cứ từ chối mũi hoài à? Nhưng mà không sao,
Thất bại là bào ngoại của thành công. Muội nhất định sẽ chinh phục được trái tim huynh. Mà nè, Thế Cương huynh à, không yêu muội thì thôi, cơ sao huynh cứ hay nói xấu muội? Tuy là muội xấu mà còn được cái súng răng nữa. Nhưng mà huynh biết không, muội là một cô gái mà, dòng một thon thả, dòng hai đầy đặn, và dòng ba thì nó lặn luôn. Nhưng mà người ta nói với muội vậy nè, tóc ngang lưng vừa chừng em bới, để chi dài rối qua gỡ không ra. Tình cảm mà muội dành cho huynh nó như cái suối tóc này nè. Huynh đồng ý về với muội, huynh chải tóc cho muội nha. Tóc của muội á có thể dùng để quét nhà. Sao xả dai rồi hết? Tại vì muội nhớ tới bạn bè muội hay dùng tóc muội quét nhà lắm, huynh nhớ tới nghe đau lòng. Phải giữ luôn cái nét này, giao lưu lúc nói chuyện đồ từ tới đi ra. Dạ. Luôn phải giữ cái nét này, đừng có xả dai. Tại ta chơi ngải muội lúc đó ngải đi lạc đâu quên á. Ờ ok. Đứng ngay được chưa? Rồi được. Giới thiệu đi em. Lời đón đầu tiên em xin gửi đến thầy ban giám khảo anh MG cùng toàn thể quý vị khán giả đây lời chúc sức khỏe và lời chào chân thành kính mọi người. Trong lúc gói gói những lời chúc có gì sơ sót, xin quý vị niềm tình bỏ qua cho. Một lần nữa thì xin chân thành cảm tạ với lòng biết ơn sâu sắc đến công ty Điền Quân cũng như là tập đoàn Asenjo để đồng hành cùng với đại đi đến cuối con đường thực hiện cập nhập. Một lần nữa để xin chân thành cảm ơn. Người diễn gì có cô Long diễn chung không? Dạ không, em diễn một mình. Không, không có cô Long diễn chung hả? Dạ. Diễn một mình thôi. Em đang làm công việc gì? Em đang làm ở sửa máy may. Ở đâu em? Sửa tại nhà mình hay là sao? Sửa cái công ty. Ok, giống là IT kỹ thuật đó hả? Dạ. Rồi, giờ bắt đầu ha. Nãy học luôn sao giờ nó luôn quá. Thi mày đến với thích trình thầy em vui sướng vô cùng. Trước giờ lúc nhỏ em chơi nhiều cái sân rồi, chưa có sân chơi lớn như sân chơi này, cũng có nhiều khán giả lắm đó, nhưng mà chưa khán giả nào hào hứng như khán giả này. Cũng nhiều người dẫn chương trình nhưng mà không người dẫn chương trình nào tính tốt như vậy chương trình. Dạ, cái đó là tiết mục thứ nhất của em. Trời, cái đó là cái tiết mục hả? Em giới thiệu xong rồi, cái tiết mục thứ hai của em là em nói về... Vậy chắc em chắc có nhiều tiết mục lắm á. Dạ, chỉ bệnh chuyển vị tới 4 năm tiết mục á. À. Dạ, cho qua gấp quá em học một cũng chưa hồn hồn. Rồi, thử một cái nữa nha em. Dạ. Dạ, tiết mục thứ hai của em là... Theo nghiên cứu của Viện Khoa học Hình sự Mỹ, gọi tắt là USBDA, thì có tới 99% trẻ nhỏ phải khóc té lên khi bú sữa mẹ. Lý do là do người mẹ vô ý thức khi ẵm con cho mình bú, không để ý tới cái hành động đối diện với bầu ngực của người mẹ. Có những cái hành động cỏ mật tương tình làm cho bất cứ đứa trẻ nào gì phải cũng khiếp sợ. Có nhiều nơi còn trồng hành trong đó nữa, nghiệp là họ hành quá đi. Không tin, anh Thành và anh Giang vừa nhắm mắt em quên khúc rồi, còn khúc là thì thử hỏi một đứa trẻ phải nhắm mắt dù khiếp sợ nín thở vì mùi hôi thành thì làm sao để chịu bú cho nổi. Không tin, anh Thành và anh Giang vừa nhắm mắt vừa nín thở rồi hút hết ly nước cho bà khán giả coi thử rồi có được không, thì lúc đó mình sẽ hiểu được cái tâm lý của đứa trẻ đó như thế nào. Dạ. Rồi còn nữa không em? Còn cái một kia của em là em kể về thôi. Em chỉ muốn mặc cái bộ đồ kiếm hiệp này để nói tiếng Hồng Kông vậy thôi hả? Dạ. Tiếng chứ không có liên quan tới gia diễn của mình hả? Dạ, hôm nay muốn mua trang phục để nói gì, nói cái tiếng mình. À ok. Mình không mặc mình nói cũng được mà. Em muốn cho nó hơi nó lạ ha. Lạ. Rồi.
thử hơn cái nữa nha. Còn chín một nữa là em xin lỗi nha. Trước để mà diễn là trước khi cái hoàn cảnh là trước khi em còn một vấn đề nữa chúng ta muốn giải quyết cho xong trước khi ta về núi, đó chính là còn lúc còn ta con ta còn nhỏ nó cũng không chịu cho mẹ chỉ đổi uống sữa tiệt trùng mà thôi. Một hôm ta hỏi con ta tại sao con không chịu uống sữa mẹ mà uống sữa tiệt trùng không vậy, con ta mới trả lời. Dạ, theo nghiên cứu của viện khoa học hình sự Mỹ thì trong sữa mẹ của con có nhiều chất lạ. Dạ, nó có mùi. Còn có mùi hút lá nữa nên con còn nhỏ không hút lá được nên con không uống sữa mẹ được đâu. Cái đó là nói cái tiếng trẻ nãy rồi đây bị bể luôn rồi không nói được. Cái lúc đó là nói cái tiếng của tiếng em bé rồi. Xong hả? Xong hả? Cho còn tiếp một nữa. Thôi cái nữa ha. Chắc ban giám khảo anh MC cùng tất cả khán giả đây còn nhớ đây là ai? Đây chính là hai thí sinh thanh lịch nhất trong thí sinh 2 mùa 4, cũng chính là đầu đề yêu quý nhất của ta. Sau khi em ra tham dự chương trình thí sinh 2 mùa 4, đồ đệ của ta đều không chuyện sáng không tiếng nữa. Nhưng sau đó, qua hậu Hưu Trang nghe được thông tin này đã cho người triệt hạ 2 đồ đệ của ta vì sợ mất đi cái của quý nhất trong cuộc đời của ta. Để ta không ngờ một người qua hậu phút này thì hai bị giáp qua hậu coi được coi làm người của công chúng lại làm những điều chùa xuống cống thì là đau buồn quá đi. Xin giới thiệu Trần Bích Hạnh, 50 tuổi, ở chợ. Còn em là Lê Tuấn, em đang học ở Biên Giang. Hai người mối quan hệ sao? Dạ, tại vì khi được một cát là hai chị em gặp nhau, rồi xong tính đi cát lại vòng hai thôi, sao không? Quen biết nhau rồi đợt này đáp em, lại luôn. Em cái đợt một đi cát là em nói chuyện cũng trò chuyện qua lại xong rồi xin số điện thoại rồi nói thôi đợt sau mà có chơi hai chị em chơi chung. Ok. Rồi nay chuẩn bị được bao nhiêu tiểu phẩm? Cũng nhiều lắm nhưng mà tại vì thằng em không có rảnh, thành ra là tiểu phẩm thì có sẵn nhưng mà hai chị em không giật được mới giật chiều nay thôi. Dạ. Trưa nay mới gặp nhau thì hai chị em mới giật, nói chung là giờ thuộc được 2 cái 1 rồi, nói chung tiểu phẩm là gần 10 cái rồi. Dạ. Nhưng mà mới thuộc được cái 2 dạ. Vậy mình sẽ đóng vai gì vậy? Tam Tạng dạ, với lại Tam Tạng với lại yêu nữ. Bạn cũng tính được yêu nhẹ được, nói chung là yêu nữ thôi. Dạ. Dạ rồi. Giờ bắt đầu hả chị? Dạ. Tăng. Nè, chị biết chủ cái chuyện chồng đi, chúng ta có còn chồng trắng không? Được. Nếu chàng không chịu cưới, ta sẽ đăng Facebook Đường Tam Tạng nhà ngươi, không phải là đàn ông. Xin đi chú hãy dừng tay đi. Ngươi làm như thế, thành tên của ta, chuyện làm tao sớm đến này sẽ bị hủy hoại mất đâu. Vậy giờ có chịu không? Thôi được rồi, Đức Phật Kinh Thành đã từng có câu, mà tay ta làm tên tất cả, biết cách sợ cảm xúc cũng thăng hoa. Thôi được rồi, ta đồng ý. Cuối cùng thì ta cũng thu phục được nhà ngươi rồi, bây giờ là các chuyện cưới lắm. Nhưng mà, thưa chú ạ, Trường Gia Bồ Tát đã từng nói rằng ta có thể cưỡng lại mọi thứ, nhưng không thể cưỡng lại cám dỗ lắm. Thí chủ đã chuẩn bị cho ta xăng 9 thùng, vàng 9 lượng, lương 9.000 đô. Mỗi tổ phải có điều khoản như thế ta mới đồng ý cưới đâu. Cái gì? Đường Tăng, ngươi tưởng ngươi là ai hả? Bất tin là ta tát một cái, không còn răng về Sóc Trăng bán xi măng luôn nha. Lăng quăng mà đòi lên cung trăng hả? Có chịu cưới không? Thôi được rồi, ta bắt giá thế sao? Thôi được rồi, ta có một yêu cầu thôi, xin người hãy làm cho ta. Thí chủ hãy thông báo cho Đức Phật Chân Thành biết ngày nó cưới với ta được không? Tại sao lại thông báo với mình Đức Phật Chân Thành, nó không thông báo rộng rãi hết cho tất cả mọi người biết luôn? Thí chủ có điều không biết, chúng ta chỉ cần thông báo cho Đức Phật Chân Thành biết, cả thiền định sẽ biết, cả trần gian mình sẽ biết, như thế chúng ta sẽ đỡ tốn chi phí mà đến tiền đó. Ta hiểu rồi, được, ta chấp nhận, ta sẽ thông báo. Nhưng mà bây giờ á, chàng hãy đưa mật khẩu Facebook nè, Zalo nè, tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thẻ tín dụng có tất 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 tất
đã tin rồi. Rồi mỗi ngày ta sẽ phát cho ngươi 2 triệu để xài thôi. Chứ ta đã tin rồi. Tin cái gì? Cuộc tình dù đúng dù sai, người tốt tin nhất vẫn là người con trai. Thôi được rồi, ta sẽ dẫn nàng đến Cường Dừa Anh để làm thủ tục sang tên cho nhà người. Ta đi thôi. Còn cái nào nữa không chị? Tiếp cái nữa. Dạ. Cho em mượn 2 cái ghế. 2 ghế. Ghế này thấp có được không? Ghế này được không? Ghế này cao được không? Rồi bắt đầu. Mẹ mẹ. Trời ơi, gì vậy con? Mẹ con trai mà mày đi đứng như mẹo lại vô. Gì? Mẹ. Câu hỏi là ba của con là ai mẹ? Chứ sao mẹ thờ hai người kia? Hai cái chú kia kia. Tại vì á, mẹ không biết hai chú đó ai là ba của con. Đợi á, lớn lên mày giống ai? Nhận như đó làm cha. Chứ bây giờ mày thấy con giống ai hả mẹ? Giống ai hả? Tức quá. Sao tức rồi mẹ? Sao càng lớn vậy? Càng giống ông Khương vậy hả con? Ông Khương là ai vậy mẹ? Ông Khương hả? Mối tình đầu của mẹ. Còn hai chú kia? Hai chú kia hả? Mối tình hai ba. Sao mẹ quen cậu sao vậy? Sao chăng gì thấy không? Giờ lên bàn thờ hiếp nhang hết. Chán ghê vậy. Sao chán mẹ? Tao không ăn nằm với ông Khương. Sao mày giống ông? Chứ mẹ ăn nằm với ai? Thì hai chú đó đó. Vậy sao mẹ không thờ ông Khương luôn đi mẹ? Có làm ăn được cái gì đâu mà thò. Mà mẹ bây giờ mẹ thấy con giống ông Khương. Quen mấy năm? Mẹ quen Khương mấy năm rồi mẹ? 3 năm. Còn hai người kia? Có 3 ngày thôi. 3 ngày là mẹ không biết con của con ai đâu. Sao mày hỏi nhiều thế hả con? Tao mà biết cái thằng nào là cha mày á, tao xí hình nó, tao bỏ lâu rồi, tao để đó đâu. Còn cái nào nữa không? Còn nhưng mà không thuộc lắm. À, chưa tập dần kỹ hả? Dạ, anh nói nói chung là cũng có thể diễn được nhưng mà cái lời mình nói đó mình cũng không có thuộc lắm. Nhiều lời quá, chỉ học được tiếng. Nên nếu mà được thì cũng diễn thử.